Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 9 tháng 7 của kênh Bóng Đá và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những tin tức liên quan đến chuyển nhượng trước mùa giải 2024-2025 của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó là những tin tức khác liên quan đến các cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Philippe Chuzier. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng tin chào mừng trở lại. Patrick Lê Giang phản ứng: đây không phải sự thật. Tối ngày 8 tháng 7, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dòng trạng thái chào mừng Patrick Lê Giang trở lại. Ở mùa giải vừa qua, Patrick Lê Giang chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, ngay sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại, Patrick Lê Giang đã trở lại cùng đội bóng. Tuy nhiên, thủ môn này ngay lập tức phủ nhận. Thủ môn Patrick Lê Giang viết trên trang Facebook cá nhân: đúng là ngày hôm nay 8 tháng 7, tôi đã đến văn phòng của câu lạc bộ và gặp chủ tịch cũng như những người đại diện, nhưng chỉ là một buổi làm việc thông thường, bởi tôi vẫn còn là người ở Công an Hà Nội đến hết ngày 25 tháng 7. Đồng thời chúng tôi cũng có nói đến câu chuyện tương lai của tôi. Tuy nhiên, tôi chưa ký bất kỳ hợp đồng mới nào, mọi thứ vẫn còn đang cởi mở cho những cơ hội khác đang đến. Hợp đồng của tôi với Công an Hà Nội sẽ hạn vào ngày 25 tháng 7 năm 2024. Patrick Lê Giang khẳng định, tôi sẽ quyết định tương lai của mình trong vài tuần tới. Nhưng hiện tại, sau một mùa giải khó khăn, tôi chủ yếu muốn được nghỉ ngơi và ở bên gia đình cũng như những người thân yêu. Ngày mai, sau Gala V-League, tôi sẽ bay sang Slovakia và tôi tin rằng mình sẽ trở lại Việt Nam. Nếu tôi ký hợp đồng với câu lạc bộ nào, đó sẽ là quyết định của tôi và bạn sẽ biết về điều đó. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sau đó cũng cập nhật lại thông tin. Thủ môn Patrick Lê Giang trở lại câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành Patrick Lê Giang gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội từ giữa tháng 6 năm 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đến mùa giải 2024, thủ thành sinh năm 1992 chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo bản hợp đồng cho mượn. Ngay sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại, Patrick Lê Giang đã trở lại Hà Nội và có buổi làm việc với lãnh đạo câu lạc bộ chủ quản Công an Hà Nội. Anh đã trao đổi về quá trình thi đấu, tình hình sức khỏe của bản thân cũng như bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh cũng hy vọng có thể nhập tịch trong tương lai để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc câu lạc bộ Công an Hà Nội có ra hợp đồng tiếp theo với Patrick Lê Giang hay không sẽ được quyết định tại buổi làm việc ngày 25 tháng 7 năm 2024 khi cầu thủ này quay trở lại Việt Nam. Sông Lam Nghệ An chia tay hàng loạt cầu thủ tài năng, tiếp tục tin dùng cầu thủ trẻ. Sau khi mùa giải 2023-2024 kết thúc, Văn Lắm, Văn Việt và Sĩ Hoàng sẽ chia tay Sông Lam Nghệ An. Ba cầu thủ sinh năm 1999 này đã hết hợp đồng với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và được phép ra đi theo diện tự do. Với khả năng của mình, cùng với đó là mức chi phí vừa tầm, sẽ không khó để ba cầu thủ kể trên tìm được bến đỗ mới tại V-League. Cả ba đang cân nhắc đưa ra những lựa chọn của riêng mình ở chặng đường mới của sự nghiệp. Đặng Văn Lắm là tiền vệ có tài năng khá đặc biệt của bóng đá xứ Nghệ. Dấu ấn đậm nét nhất của anh tại V-League chính là cú đá đại bác từ xa vào lưới câu lạc bộ Hà Nội ở V-League 2020. Những tưởng đó sẽ là cột mốc để Văn Lắm thăng tiến hơn, nhưng chấn thương dây chằng gối đã khiến sự nghiệp của anh chững lại. Ở mùa giải này, cầu thủ sinh năm 1999 chỉ được ra sân 11 lần. Trong khi đó, Văn Việt và Mai Sĩ Hoàng đều là những cầu thủ chạy cánh có chất lượng, từng được khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Với 15 lần góp mặt trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ, Sĩ Hoàng đóng góp 2 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An ở các trận đấu gặp Khánh Hòa và Quảng Nam. Ở mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An có mong muốn tiếp tục đôn thêm những cầu thủ trẻ lên đội 1 để thử sức. Hai tín hiệu vui nhất về lực lượng lúc này là giữ chân thành công Olaha và gọi hậu vệ Hồ Văn Cường trở lại từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chia sẻ về định hướng của đội bóng, tổng giám đốc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông Hồ Lê Đức nói: chiến lược xuyên suốt của Sông Lam Nghệ An là cố gắng chỉ sử dụng những cầu thủ do chính câu lạc bộ tạo ra. Trong đó, chúng tôi đang đẩy mạnh việc trẻ hóa đội hình. Vì vậy mùa giải vừa qua, nội binh của Sông Lam Nghệ An hầu hết là những cầu thủ còn rất trẻ, đa số các em nằm trong độ tuổi từ 18 đến 23. Trong mùa giải vừa qua, với dàn nội binh non trẻ, Sông Lam Nghệ An đã phải rất vất vả trong việc trụ hạng. Tuy nhiên, sớm được tiếp cận với bóng đá đỉnh cao sẽ giúp cầu thủ có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm, từ đó trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy, nếu thực hiện thành công chiến lược này, chúng tôi hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu khởi sắc, tạo được thành tích tốt ở những năm tiếp theo. Xác định hai đội bóng đại diện V-League tham dự giải châu Á 2024-2025. Câu lạc bộ Thanh Hóa vừa đánh bại Hà Nội FC 98 trong loạt luân lưu để giành chức vô địch cúp quốc gia 2023-2024. Do đó, đội bóng xứ Thanh sẽ là cái tên thứ hai đại diện cho bóng đá Việt Nam để tham dự AFC Champions League 2. Trước đó, suất đầu tiên thuộc về Nam Định, đội vô địch V-League 2023-2024. Cả hai câu lạc bộ Thanh Hóa lẫn Nam Định đều được vào thẳng vòng bảng của AFC Champions League 2, giải đấu hạng 2 của AFC. Việt Nam không có suất tham dự AFC Champions League Elite do số điểm tích lũy của V-League ở bảng xếp hạng các giải vô địch câu lạc bộ châu Á khá thấp.
bởi thành tích ở các lần tham dự trước không tốt. Dù sao ở thời điểm hiện tại, AFC Champions League 2 được coi là đấu trường vừa sức hơn với các đại diện của bóng đá Việt Nam. Với việc giành quyền tham dự giải đấu châu lục, Thanh Hóa FC hứa hẹn mùa giải tới sẽ có nhiều bận rộn. Đội bóng xứ Thanh sẽ phải chinh chiến ở 4 đấu trường, bao gồm V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League 2 và Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á. Ngoài ra, Thanh Hóa FC còn phải thi đấu một trận tranh siêu cúp quốc gia với Nam Định. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa qua đã thống nhất AFC Champions League 2 sẽ có tổng cộng 32 đội tham dự, trong đó có 27 đội vào thẳng vòng bảng. 32 đội sẽ chia đều thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 5 tháng 12, theo hai lượt sân nhà sân khách. Tất cả các câu lạc bộ tham gia AFC Champions League 2 sẽ được hỗ trợ khá nhiều tiền, bởi sự gia tăng đáng kể khi AFC có cơ chế phân bổ tài chính. Các đội tham gia vòng bảng cũng được nhận tối thiểu 300.000 USD, cùng với số tiền bổ sung có sẵn dựa trên thứ hạng cuối cùng. Đáng chú ý, đội giành chức vô địch AFC Champions League 2 sẽ nhận được số tiền khoảng 3,28 triệu đô la Mỹ. Các đối thủ cạnh tranh ghế huấn luyện viên đội tuyển Ấn Độ cùng ông Park Hang-seo và ông Philippe Chuzier là ai? Ngày 3 tháng 7 là thời hạn cuối cho các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ thay cho huấn luyện viên Igor Stimac. Phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF cho biết, hiện đã có 291 hồ sơ được nộp, trong đó có hai cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Philippe Chuzier. Bên cạnh đó, còn có huấn luyện viên Griffith Schaffer, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, cùng với đó là huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển Mexico tham dự World Cup 2014, huấn luyện viên Miguel Herrera. Huấn luyện viên Griffith Schaffer từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào năm 2010 và 2011. Khi đến Thái Lan làm việc, vị huấn luyện viên trưởng người nước này dẫn thêm cộng sự là ông Manopol King làm trợ lý. Sau đó, ông Schaffer không trụ lâu vì không phù hợp với bóng đá Thái Lan. Wilfred Schaffer cũng từng dẫn dắt đội tuyển Cameroon tham dự World Cup 2002 và giúp đội tuyển này vô địch giải các quốc gia châu Phi. Phát ngôn viên của AIFF cho biết, sau khi nhận trên 200 hồ sơ, thì liên đoàn bóng đá nước này tiến hành tìm hiểu và thanh lọc. Việc chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Ấn Độ thay ông Stimac được cân nhắc ở yếu tố chuyên môn, phù hợp và tuổi tác không quá cao. Huấn luyện viên Schaffer có lý lịch ấn tượng khi dẫn dắt đội tuyển Cameroon đến World Cup 2002 và vô địch các quốc gia châu Phi, nhưng khung mắc hiện tại là ông đã 74 tuổi. Gần đây nhất, ông thay thế huấn luyện viên Edson Tavares, cũng là cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam, dẫn dắt câu lạc bộ Sanat Nap của Iran. Tuy nhiên, ông cũng ra đi vì không phù hợp. Với huấn luyện viên Philippe Chuzier, báo chí Ấn Độ cho biết, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam không ấn tượng và bị sa thải, dù ông từng tạo danh tiếng khi làm việc ở đội tuyển Nhật Bản. Còn với huấn luyện viên Miguel Herrera, dù từng đưa Mexico đến World Cup 2014, nhưng gần đây nhất, ông bị câu lạc bộ Girona của Mexico sa thải do thành tích yếu kém. Trong số 291 hồ sơ ứng viên này, có 100 người có bằng huấn luyện viên pro của UEFA, 20 người có bằng huấn luyện viên pro của AFC và 3 người có bằng huấn luyện viên pro của CONMEBOL. AIFF đưa ra yêu cầu rất rõ ràng, đó là những huấn luyện viên có kinh nghiệm từ 10 đến 15 năm dẫn dắt các cấp độ khác nhau, từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia. Khi chúng tôi chuẩn bị viết nên một chương mới cho bóng đá Ấn Độ, điều quan trọng nhất là phải có một huấn luyện viên cam kết phát triển bóng đá Ấn Độ, hiểu văn hóa của chúng tôi và giúp định hình chiến lý bóng đá của toàn bộ quốc gia. Chúng tôi hy vọng có thể tuyển ứng viên này vào cuối tháng 7 nhằm đảm bảo đội tuyển Ấn Độ sẽ có huấn luyện viên mới gì FIFA Day tháng 9. Chủ tịch AIFF, ông Kalyan Chaubey nói với giới truyền thông. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 được FIFA khen hết lời. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực Đông Nam Á chỉ có đội tuyển Indonesia mới có thể bước chân vào vòng loại thứ 3. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà đội tuyển xứ Vạn Đảo có thể chơi tại vòng loại này. Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển Indonesia trong thời gian gần đây, FIFA đã đăng tải bài viết trên trang chủ để dành những lời ngợi khen cho đội tuyển này. Nội dung của bài viết như sau. Đội tuyển Indonesia lần này đã chứng tỏ họ không màng đến những gì mà truyền thông nhận định về sức mạnh của họ. Đội tuyển Indonesia có sự kết hợp độc đáo giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với sự góp mặt của những cầu thủ trẻ tài năng như Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho và Wita Suleiman. Bộ ba đó đóng vai trò then chốt trong việc giúp Indonesia vào vòng 16 đội của AFC Asian Cup 2023 và bán kết U23 châu Á 2024, tiếp thêm năng lượng cùng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordi Amat, Thom Hay hay Saniwas. Trên bàn ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Sinteyong cũng đã có công rất lớn kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2020. Khả năng triển khai chiến thuật và cách tiếp cận lạnh lùng của ông đã giúp đội tuyển Indonesia tăng gần 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Có thể hiểu được, sự lạc quan của đội tuyển Indonesia đang được tăng lên khi bắt đầu vòng loại thứ 3. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, đội tuyển Indonesia không may rơi vào bảng đấu khó, gồm Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Bahrain và Ả Rập Xê Út. Đây được coi là bảng đấu tử thần. Đội tuyển Indonesia được đánh giá yếu nhất trong bảng đấu. Tuy nhiên,
huấn luyện viên Shin Tae-yong khẳng định đội bóng sẽ cống hiến hết mình và đặt mục tiêu đứng ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 để giành quyền vào vòng loại thứ 4. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống. Bên cạnh đó là like và chia sẻ video ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.